nước này cái cảnh đó. Tát cái là nó chảy xuống luôn. Ú kìa, cô chú bỗng nó núp kìa. Kìa, kìa. Hồn lắm, nó chích vô. Thôi đây nè, đây nè. Nằm đây nè. Lấm, lấm, lấm. Ô, đó, đó, đây nữa nè. Rồi, lấm nè. Quả tỷ à. Em con nữa nè. Quả thùng. Đó. Rồi, chào tất cả các bạn ha. Trở lại kênh Cảnh Miền Tây 84 các bạn ơi. Bữa nay đi với bông lúa miền Tây với nhái miền Tây ra các bạn ơi. Đang đi ra hồi này tát cái lúc này cá nó xuống nó rút lại cái ống bọng á. Đi ra hồi này mình tát này các bạn. Nãy thấy cá nó ọc quá trời các bạn ơi. Trời ơi, quá trời luôn các bạn ơi. Nó giảm lên kìa, nó giảm lên kìa. Lúc này còn nước nè, nó là cá ụt nè. Đó, nó ụt nè, ụt nước kìa đó không? Đó, 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 đó. Tát các bạn. Đó, quá chỉ rồi nó chạy kìa. Để đi. Đây mình đâu bữa nay cảnh tác kìa mấy, mình làm caramel cho. Trời ơi, nó ụt kìa. Nó nghe tiếng người. Quá trời các bạn ơi. Đắp lại. Rồi giờ mình đắp lại mình tát các bạn ơi. Đắp lại. Đó, 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 đó. Bạn quay giùm mình nghe các bạn. Cá ụt này cái dũng này nó gom nè. Đây, cảnh đắp đây. Nó xuống đây nè, nó có cái dũng này nè. Đây nó có cái bọng á. Có cái bọng nữa. Qua đây nè, cá bên này cũng ụt nè. Nè, lấy cục gom này nè. Lấy cái gỗ đặt luôn đi. Lấy gỗ đặt luôn đi anh cảnh. Em cảnh đặt luôn đi em cảnh. Đặt là em tát. Lấy theo hai cái thùng nha. Hôm nay lấy hai cái thùng. Một cái để tát, một cái để đựng cá các bạn ơi. Đường này nè, đó. Đắp như đó tát. Ờ, cá vậy. Cá hả? Trời ơi. Cá gì vậy? Quá trời nó ụt chỗ này nè. Chỗ này ụt nhiều nhất nè, lạnh như nó còn chưa xuống bụng nè. Quá trời luôn. Quá trời luôn. Đó. Đắp cái vùng kinh nước nó chạy. Vùng kinh nước chạy. Nãy cày một cái dũng này thôi là phải là cũng là no luôn. Thử anh cảnh làm thử bữa nay coi sao. Ồ ngồi luôn hả? Tát rồi giống người nghề chuyên nghiệp thôi. Giống chuyên nghiệp không? Cảnh xuống tát này cho nhà. Rồi. Ốc rồi này. Này dài thành một cảnh đi chứ. Bữa nay nháy đau tay rồi. Rồi. Tát nha các bạn. Ủa nó quẩn. Ủa nè. Ủa cạn rồi. Ủa. Ôi quá trời con lúa ơi. Ủa đẹp. Ủa đẹp. Ủa đẹp. Ủa kìa. Ủa kìa. Ủa kìa. Ủa kìa. Có cua nữa kìa. Có cua nữa kìa. Ủa cua đẹp. Đẹp. Lẹ à. Quá trời cảnh. Lẹ đây cảnh luôn. Lẹ đây cảnh em. Ui. Ủa. Có chí rồi. Có chí gì cảnh này. Nè. Cua nó nổi nè. Thế ơi đẹp. Ở đây nhóc luôn nè. Nó không xuống luôn nữa, nó phái trên ruộng thôi. Ruộng bọng á, có ruộng bọng á. Nước này cái cảnh, tát cái là nó chảy xuống luôn. Ú kìa, cô chú bọng nó núp kìa. Kìa, kìa, kìa. Hồn lắm, nó chích vô. Thôi, đây nè, đây nè. Nằm đây nè. Lấm, lấm, lấm. Ủa, đó, đó, đây nữa nè. Rồi, lấm đây. Quả tỷ à. Em con nữa nè. Quả thùng, quả thùng. Quả thùng. Đó. Nó em con nữa nè. Không, các bạn mới mấy thùng là nó khô rồi, có cá ăn. Cài cho nước nó chảy trên đây nè, cá nó rút vô đó là đã luôn á. Cái bọng có trong á. Ừ. Đựng nó không có nha. Ừ. Đó, dẹp cái này ra cho nó thâm quá. Quá lỗ sình luôn kìa. Ôi, trời ơi. Trời ơi, cảnh ơi. Nó quậy đây con đẻ. Lên đây đi. Rỉ á. Quá trời ơi. Ô, con kìa. Kìa. Ô, quá chỉ rồi. Lụm trước các bạn ơi. Quá chỉ rồi. Lúa lụm đây lụm lúa. Đây nè. Quá chi cái dũng này không nó quẩn quốc đó 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 là con kìa đụm ngon một vụ xấu quá đã ngon không trời ơi cái gì vậy cái gì những con cá gù hết bồn luôn trời ơi trời ơi trời ơi em con hai tay hai cái anh che bắt cá hai tay anh bà cái gù hết tay trời ơi gì đâu mà dưới thanh chứ hai con nữa nè cái dũng nó gồm rồi nó không chịu xuống mương á quá chỉ rồi. Trời ơi. Ô lừ hết trên các bạn. Trời trời trời. Hốt lên trên này nè. Trời ơi có đủ quá thấy rồi. Nó cạn nữa đó luôn. Ồ 6 con luôn. Trời ơi. 5 con. 5 con luôn. Quá tỷ rồi.
lục rồi. Bể vậy mình đặt bẫy là cả nhà thấy không? Dính tới ham luôn. Hai con. Ồ. Trời. Hôm trưa nó nắng. Rồi giờ nó hơi mát mát nè, trời chỉ mưa nè, cái bắt đầu nó cảnh bắt thì rồi. Rồi. Có tí rồi. Bà ngủ rồi con ơi. Bữa nay no nữa nay rồi. Cái gom cái đó là quá trời. Lên cái mương đó đó. Nó lên cái đường nước nè. Nó gãy lúa. Ừ, nó gãy lúa. Đó, ừ vậy đó. Mình no luôn. Đây, dính nữa các bạn ơi. Ủa, con cua nó kìa cánh. Em. Ồ hai con. Hai con luôn. Hai con hai nữa. Con luôn. Cái gì mà dữ vậy? Đông mà dữ thật vậy trời. Trời nó chạy khô bẹt đây có lúa nè. Hai con nữa. Trời ơi. Trời ơi. Cái này anh cảnh làm hên quá. Hai chú đứa trời, hai tay hai con, hai tay hai tay con không bắt bây giờ bao nhiêu chiến rồi. À, làm như chỗ đó cái ủa chỗ đó sâu lắm sao cá dữ. Sâu, cá còn hoài luôn nè. Cái rùa. Nè, con cá rùa nó nổi lên nữa nè. Đó, gồm chứ. Đó. Đó. Chỗ này nó còn hoài luôn quá. Hiện cá rùa nó núp đi chỗ bóng bọc nữa kìa. Kìa, cá rùa. Ừ. Đó, ở trong bóng bọc nắp luôn. Không lo luôn à. Lúc rồi. Đây, một con cá rùa nhỏ các bạn ơi. Đó. Đấy, có phải có bự có nhỏ chứ. Nay anh cảnh bắt tên nữa ta. Nước muốn tràn bờ đê bên đây rồi nè. Con hoài vậy hả? Con giống như dấu thật xanh vậy. Cái cua, cua, cua. Cua, 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 cua chỗ bóng bọc luôn. Hai con nữa. Hai con nữa. Trời ơi. Đó. Mò có một chỗ mò tới mò luôn nè. Tốt này nè, chạy lại đây dính đây nữa nè. Đó. Đúng là cá cạn ha. Nó gom á. Nó gom ở trên ruộng nó gom xuống còn có cái dũng này nè. Đây, một con cá nhỏ tiếp. Trời ơi. Bắt thì không thấy đi luôn vậy. Đi mà nó còn mỗi tay luôn. Đây nữa nè. Cá nhỏ nữa nè, cá bự bắt hết rồi, giờ tới cá nhỏ các bạn ơi. Một cái dũng này chắc cá thùng quá. Đấy. Tiếp tục. Quá vậy. Hình như trong đó nó gom ra cả lúa này, nó gom ra đây gì? Nguyên cái miếng ruộng này nó gom xuống đây hết mà. Đó, giờ bước tới rồi nè, hết chỗ này hết rồi nè. Tới cái bọng. Cá đi tới hả? Trong bọng nghe gọt gọt quá nè. Trong bọng. Có chi. Khen nào nó không? Đụng đây, đụng một con nhỏ nữa. Sao lũ? Chỗ nó bắt hoài còn hơn là gì ghê nồi cơm thịt xanh nữa. No à. Để mà bắt quá lố rồi. Thằng cậu cũng bọng đó nè. Trời ơi, ở trong ống bọng quá trời luôn các bạn ơi. Tới đi. Ham quá chí rồi. Bên này nó quậy nữa nè. Bên chỗ cái phòng tác mình nè. Ở đây nó rút xuống ông bọng hết rồi. Trời ơi, cái này nè. Cái này cái ông bọng nó lú ra cái này. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nó dạy tới mặt. Tới mặt luôn. Trời ơi, lụm lụm trời. Kéo cái thùng lên cái. Trời nó giờ rong rừng rồi. Con cá rùa nó hết tay. Nè. Cái này mà bắt ba hai tay mà bốn con nha các bạn. Hai tay sẽ bốn con là nghe nha. Trời ơi, nó chuối tuốt ngoài này nè. Thọt tay môi trắng bọng rồi. Trời ơi, trà bá luôn đó nè. Ngon quá ngon. Nó khôn quá, nó chuối dữ lắm. Tay vô ống bọng. Trời ơi, nó nằm ở mé này nè. Môi ra. Đây. Ôi, ngon quá chứ. Trời ơi, cái nè, cái nè. Cái nè. Nè. Lo ông bác đi. Lụm bộ hai. Không. Hai. Ừ, đụng vô hai, đụng vô hai cái nè. Sướng trời bữa nay đi bắt cá bữa nay. Này bắt cá sướng ạ. Đây, một con tiếp các bạn ơi. Nước nó rút đây nè, bởi vì à. Nó vô nó kích đây xong. Hết rồi.
quanh này tát về 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 cái cho nó cạn. Không không không, không thuốc đâu. Ok con. Còn bọng này. Ờ, con nữa. Lụm lon lụm. Rồi. Mình mò lại cái nữa, cái mình qua bển mình tát lại cái các bạn ơi. Lấy cây thọt cho qua không? Để tát không, cho để cạn. Để tát cho cạn cái thọt nó đẹp. Các bạn vô đây nè. Tát cho cạn cái nữa là lụm. Ở đâu đó. Nó quẩn. Nó rút vô bọng nhiều ha. Rút vô không bọng. Đó, nó lại trong ống bọng á. Nó chạy kìa. Nó rút vô bọng nó chốt. Đó, cái gì lưỡi chứ. Đó, nó chạy kìa. Chạy vô ống bọng. Chạy vô ống bọng. Trời ơi, cái gỗ nó bị bít hết rồi, nó hết chạy xuống. Đó, vậy mới dẹt á. Xây lại rồi đó. Xây xuống, xây cái nữa. Đó. Trời ơi, cá ở trong này là hình đó chứ. Sặc cái gì lưỡi chứ kìa. Wow, cái gũi đút đút cái sặc. Đó, cái sạch cái gì nó nhảy. Cái cá gôn nữa nè. Trời ơi, lụm cái ham. Lụm cái ham thì các bạn. Đây, cái thùng xích lại cho anh Cảnh bỏ vô cho dễ. Nè, cái nhà nó vừa bắt rồi nè. Đó. Rồi, cái nữa là cạn rồi đó các bạn ơi. Thục bánh qua. Rồi. Mò đi, mò được cái nào mò. Bây giờ ta dỡ cái gỗ đem lên bờ luôn đi. Rồi lát ta đổ cá vô đó nghe. Đó, cái gì nó chảy xuống đó mày. Đi theo đó. Đó. Cho mò trước, mò trước gỗ trước. Con gì vậy? Cá sạc. Cá trắng. Cá trắng hả? Cá trắng. Con cua nó kìa Cảnh. Ốc gì tôi lưa trên trời. Ốc con bự bự không ơi. Có cá rô nằm đó ngự. Cá sạc cá rô. Nó nhỏ bỏ đi. Thả nó lại đi. Ừ. Tấp qua bên kia cho nó sớm. Ừ. Trời ơi, cái gỗ. Rồi, rồi, bây giờ mình qua ống bọng mình thọc cái nghe các bạn. Con okay. Cá nó chúi cho này nhóc cho này. Ồ, cái kéo khác. Kìa cái gỗ lú đầu lên đó kìa. Kìa cái gỗ đó kìa. Ừ, không mò. Mò dưới này phải không? Ừ. Cá lô con nè. Đó. Kìa cá nằm lự đầu vô. Cua nữa kìa. Đâu cua đâu? Đó. Đây. Ừ. Cua đây. Con cá kế bên luôn đó. Cua bự quá. Cua bự. Đây, con cá đây. Mò đã. Mò đi sình nó nhóc đây. Đám thấy không? Nó rồi. Cái gô chú dữ lắm. Thôi chú dữ thằng trời. Có cá lóc luôn vậy. Đây. Đó thấy không? Ồ cá gô đã. Gô quá trời, đã luôn. Mức ô. Sao anh mệt quá chẳng cánh. Mức ô luôn. Chân nhất rồi. Nó cá trên tay hay gì đó. Đây nè. Đây nè, cá đây con nữa. Đó, nó vậy đó. Đây. Đây. Một con bắt con này trước đây con này à. Con này đang chuối. Nè đây con này nở lên. Nè con này ngay chỗ bụng này đây con nè. Con này lỗ lụm đang hứng nước. Mỗi tay luôn. Mỗi tay luôn. Đây, con cá gì con á? Cá chơi. Cá chơi. Con cá gì lú đầu nữa đó. Đó. Lự cái sặc cái gì lự. Cá gì con? Đó. Bắt về mình thả. Ừ. Đó con cá gì lú đầu đó. Đây. Ừ, lụm luôn. Cá gô luôn, cá chê con luôn, chê luôn, mỗi tay luôn. Ê, nó trong sình non nó lư nhá. Rồi ở đây con cá gô mề nữa nè, thấy không? Hết lỗ đã rồi. Ý mà trong ống bọng này ông thọt cái tay vô ông móc ra được rồi, tại bên kia ông móc hết phần nữa rồi. Ừ. Ôi, bụng nó còn nằm tốt lắm bả nữa. Chiếm cây. Đó coi cây nãy mới lấy cục gôm đó, lấy cục gôm đó đẩy nhẹ cái đó qua. Đẩy nữa các bạn ơi, cái này nó hết rồi đây. Đẩy qua các bạn ơi. Vớ cua chót nha. Ồ, thấy lú ra con đó. Qua đó. Ồ, quá trời ơi, rồi. Rồi, rồi. Chú, qua mò đi. Qua mò từ khúc dưới này nè lên. Trôi xuống đó. Đây con nè, lụm trước nè, đây con nè. Ừ, hai con luôn á. Đây con nữa nè. Ừ. Đó. Rồi nãy chú đâu đó con nữa. Cái gì mà có miếng sình quá. Ừ. Đây. Ừ. Lụm. Một con nữa các bạn ơi. Luôn. Rồi bên hai nước nó rút các bạn, ta tháo nước á. Lấy cái bọc ra luôn.
để cho cá nó vô. Còn trong này nữa đó. Đó, thấy đó. Đó, ừ. Rồi đi rửa. Rửa cái đi. Xong chưa? Còn nữa không? Còn nữa hả? Qua vậy. Sao đẩy qua không hết đó, hả? Đó, cá chạy lự. Cá nhỏ. Hết chưa? Hết rồi, còn cá nhỏ nó mới chạy ra, bỏ đi. Bỏ đi. Gặt nhiều mất nhiều. Rồi, giờ mình cho các bạn ơi. Mình cho mấy con mà nó bị ngợp á, bị sình này nặng nó sống lại đi. Sống lại, đừng mơ mốt bắt nữa chứ. Đó, thay nước ra. Bảo đảm đêm nay cá đi xuống đó. Đêm nay cá nó xuống nữa đó. Rồi. Rồi, đi, rửa cái đi. Để coi cho coi thịt quả. Đi, rửa. Nói cái nghe nói là biết. Trong vườn nè. Rửa. Rửa gỗ cho sạch đi. Thằng đổ cá ra. Cá nó thơm quá. Này, đổ sạch nha các bạn. Đổ cá đại vô. Đổ cá ra ngoài luôn rửa. Từ từ đó. Trời ơi. Hình không mà thấy gì. Đó, giờ mình múc rửa. Rồi, đổ vô rửa nè các bạn ơi. Rồi, đó. Cua. Mày muốn chạy hả? Đó vô thùng nhỏ, nó chạy liền. Không bắt thì thả nó đi. Ừ, đó. Không ấy thả đi, con cái cũng được. Cho vô thùng nhỏ đi. Dùng gom về ba con là nấu được nồi bún. Ừ. Ủa, có nguồn hết tay rồi. Là bún riêu miền Tây. Ôi, quá ngon. Đó rồi. Quá ngã các bạn ơi. Xong. Xong. Về. Rồi, chào tạm biệt cả nhà nha. Hãy đăng ký Cảnh Tây 84. Ngày kênh Phúc TV 84. Bỏ kênh nhái rồi. Bỏ kênh nhái rồi. Rồi. Bây giờ tống chào các bạn nha. À, hẹn các bạn lại clip sau.